tình trạng mới nhất của hai bé Trúc Nhi Diệu Nhi sau tách đôi. Bệnh nhân 91 phải thở oxy, dùng thuốc giảm đau trên chuyến bay về nước. Nghi vấn hình ảnh Hoa hậu Julie Nguyễn ngồi buồn bã trong phòng khách sạn 4 sao ở thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ lục hồ sơ nhớ lại ánh mắt quyết giữ con của bà mẹ Song Nhi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dân Trí. Tình trạng mới nhất của hai bé Trúc Nhi Diệu Nhi sau tách đôi. Hiện các bác sĩ đang theo dõi rất sát diễn tiến sức khỏe của hai em sau tách đôi. Cứ 12 tiếng, bệnh viện sẽ tổ chức họp giao ban một lần. Trưa 16 tháng 7, thông tin Bệnh viện Nhi đồng thành phố cho hay sinh hiệu hai bé Diệu Nhi, Trúc Nhi sau cuộc mổ tách đôi kéo dài 12 tiếng hiện vẫn ổn định. Sau ca mổ một đêm, hiện tại các dấu hiệu sinh tồn của Trúc Nhi và Diệu Nhi ổn định, chỉ bị sốt nhẹ. Tuy vậy, đây mới chỉ là bước đầu. Hiện các bác sĩ đang theo dõi rất sát diễn tiến sức khỏe của hai em. Cứ 12 tiếng đồng hồ, bệnh viện sẽ tổ chức họp giao ban hội chẩn tình hình sức khỏe Trúc Nhi Diệu Nhi một lần. Tiến sĩ bác sĩ Trương Quang Định, giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố cho hay phẫu thuật mới là thành công bước đầu, quá trình hồi sức và hồi phục của hai bé là chặng đường dài, phải hồi sức tích cực, theo dõi nhiễm trùng sau mổ, lưu ý những biến cố có thể xảy ra. Trong vòng 3 tháng tới, các bé sẽ được tái tạo đường tiêu hóa, đường tiết niệu, khép lại khung chậu. Bệnh nhân 91 phải thở oxy, dùng thuốc giảm đau trên chuyến bay về nước. Trong 32 giờ trên máy bay, điều dưỡng và bác sĩ thay phiên nhau hỏi thăm tình trạng sức khỏe, đổi tư thế nằm cho bệnh nhân 91. Ngày 12 tháng 7, bệnh nhân 91, 43 tuổi, nam phi công đã được vận chuyển về quê hương an toàn sau khi khỏi Covid-19 và phục hồi sức khỏe. Trong chuyến bay trở về nước, bệnh nhân đã được chăm sóc như thế nào để đảm bảo sức khỏe? 32 giờ căng thẳng trên chuyến bay. Một ngày trước khi chuyển phi công lên máy bay, bác sĩ Rafikot, tổng giám đốc phòng khám gia đình, lên Boeing 787-10 để đo đạc, tính toán chính xác chiều cao của ghế máy bay. Ông cho biết, nam phi công có vết loét rất lớn ở vùng cùng cụt. Vết thương này khiến bệnh nhân đau đớn, khó ngủ. Do đó, một mút đệm khu vực ghế ngồi của bệnh nhân 91 đã được thiết kế riêng, điều đó giúp vết loét không bị ảnh hưởng. Đầu tháng 7, điều dưỡng Nguyễn Thiên Bảo, 50 tuổi, nhận được thông báo anh sẽ cùng bác sĩ Nguyễn Công Huy, 48 tuổi, hộ tống bệnh nhân 91. Đây không phải lần đầu tiên hai người đồng nghiệp này phối hợp chuyển bệnh nhân ra nước ngoài. Bệnh nhân được quá nhiều sự chú ý và chúng tôi có thể chịu sức ép truyền thông khá lớn, nam điều dưỡng chia sẻ cảm xúc đầu tiên khi nhận quyết định. Tuy nhiên, những áp lực và lo lắng này nhanh chóng tan biến khi cả hai bắt đầu vào guồng quay của công tác hậu cần. Những chuyến bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh để trò chuyện với bệnh nhân cùng ekip chuẩn bị từng vật dụng gần như chiếm trọn thời gian của cả hai. Suốt chặng đường bay, chúng tôi làm việc liên tục, áp lực từng phút, từng giây vì bệnh nhân vẫn không thật sự khỏe mạnh. Anh ấy vẫn phải thở oxy và dùng thuốc giảm đau, điều dưỡng Bảo kể lại. Cách mỗi giờ, bác sĩ Huy và điều dưỡng Bảo thay phiên hỏi sức khỏe của bệnh nhân, đổi tư thế nằm. Chúng tôi gần như không thể ngủ và cũng không dám nghỉ ngơi đến khi bàn giao bệnh nhân cho đồng nghiệp tại bệnh viện Windsor tại Glasgow, Scotland. Chúng tôi mới thở phào vì nhiệm vụ đã hoàn thành, nam điều dưỡng nói. 332 giờ chuẩn bị. Hai tuần trước khi bắt đầu cuộc vận chuyển nam phi công về Scotland, bác sĩ Rafikot có 332 giờ chuẩn bị. Đây không phải lần đầu tiên đơn vị này đưa bệnh nhân hồi hương. Vấn đề khiến vị giám đốc suy nghĩ là điều hành, kết nối tất cả sân bay, bộ phận hải quan, xuất nhập cảnh, cơ quan an ninh nơi bệnh nhân sẽ đi qua, đảm bảo thời gian cất cánh, hạ cánh trùng khớp. Để cuộc vận chuyển diễn ra thuận lợi, đơn vị này phải đảm bảo mang theo yêu cầu đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế. Bệnh nhân 91 sẽ có 7 chặng đường di chuyển, trong đó 4 chặng đường bay đi qua 5 sân bay, 4 quốc gia. Bác sĩ Cốt đánh giá bệnh nhân hiện hoàn toàn tỉnh táo, sức khỏe ổn định và khỏi Covid-19. Tuy nhiên, để đảm bảo mọi việc trong tầm kiểm soát, ekip này đã chuẩn bị các dụng cụ như một phòng cấp cứu thu nhỏ. Chúng tôi coi nam phi công là bệnh nhân rất nặng, ông nói thêm. Hơn 3.500 lít oxy, máy theo dõi bệnh nhân, máy sốc điện, máy thở, máy xét nghiệm, máy hút, bộ đặt nội khí quản, thiết bị cấp cứu nếu có tràn khí màng phổi và các loại thuốc được sắp xếp trong ba lô và hai vali nhỏ. Sau khi cuộc vận chuyển diễn ra thuận lợi, đại diện Trung tâm Kiểm soát
và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ, bác sĩ Drew Pocey đã gửi thư điện tử đến Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM để chúc mừng sự thành công trong việc điều trị bệnh nhân 91. Nam phi công được xem là trường hợp đặc biệt chưa từng có trong tiền lệ y tế Việt Nam. Để mang lại sự sống cho bệnh nhân, Việt Nam đã huy động tất cả chuyên gia đầu ngành với nhiều cuộc hội chẩn cấp quốc gia. Các bác sĩ điều dưỡng gần như dốc toàn bộ y, tâm, trí, lực đưa bệnh nhân từ cõi chết trở về. Ngày 6 tháng 7, nam phi công 43 tuổi đã được công bố khỏi bệnh, có thể ra viện và không cần cách ly. Nghi vấn hình ảnh Hoa hậu Julie Nguyễn ngồi buôn bã trong phòng khách sạn 4 sao ở TP.HCM. Dân mạng đang truyền tay nhau bức ảnh nàng hậu Julie Nguyễn xuất hiện trong một khách sạn ở khu vực trung tâm Sài Gòn. Julie Nguyễn đang trải qua những ngày đầy sóng gió khi liên tục phải nhờ đến luật sư để bảo vệ danh dự của mình và rồi bất ngờ chuyển ảnh đại diện Facebook sang màu đen. Đồng thời, cô đăng tải bức ảnh có chữ RIP với hàm ý tiêu cực, khiến fan và bạn bè càng thêm lo lắng. Mới đây, cộng đồng mạng truyền tay nhau loạt ảnh một cô gái với diện mạo sở hữu nhiều nét tương đồng với Julie Nguyễn. Hơn nữa, chiếc áo vest, mái tóc dài màu nâu cũng trùng hợp với bức ảnh mà Bóng Hồng chia sẻ cách đây không lâu. Đáng chú ý, phòng khách sạn cô ngồi được các thánh soi nhanh chóng xác định vị trí. Đây chính là khách sạn 4 sao khá nổi tiếng tại khu vực quận 1 TP.HCM. Liên lạc với Julie Nguyễn, điện thoại cô luôn trong trạng thái thuê bao, không thể kết nối được. Bác sĩ lục hồ sơ nhớ lại ánh mắt quyết giữ con của bà mẹ Song Nhi. Nghe các bác sĩ khuyên cân nhắc việc bỏ con, vợ chồng chị Thúy tâm sự, các con là món quà mà chúng tôi được bà tặng. Vì vậy, hai vợ chồng sẽ bảo vệ con bằng mọi giá. 6 giờ sáng ngày 15 tháng 7, ở Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, hai bé song sinh Trúc Nhi Diệu Nhi được chuyển đến phòng mổ, bắt đầu cuộc đại phẫu tách dính vùng bụng chậu phức tạp. Lúc đó ở Bệnh viện Hùng Vương, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Vũ, phó trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh và bác sĩ Nguyễn Thị Anh Phương, phó trưởng khoa sản bệnh, cùng mở tập hồ sơ dây cộm, xem lại những hình ảnh siêu âm, phiếu đo nhịp tim, kết quả siêu âm của hai bé gái. Lập từng trang hồ sơ, hai bác sĩ vừa ngưỡng mộ quyết tâm giữ con của vợ chồng chị Trần Thị Hồng Thúy, 26 tuổi, quận 9 TP.HCM, vừa cầu mong phép màu sẽ đến với hai bé lần nữa. 9 tiếng sau, hai bác sĩ vỡ òa khi nghe tin ca phẫu thuật tách Trúc Nhi Diệu Nhi thành công. Các con sinh ra là nhờ sự can đảm của bà mẹ. Bác sĩ Vũ và bác sĩ Phương là những người trực tiếp siêu âm, theo dõi, tư vấn, chứng kiến quá trình mang song thai dính nhau, tham gia mổ bắt con cho chị Thúy. Đến hôm nay, hai vị bác sĩ vẫn nhớ mãi ánh mắt kiên định, quyết giữ con của cặp vợ chồng trẻ. Bác sĩ Vũ kể, lúc đang mang thai được 14 tuần 6 ngày, chị Thúy đến bệnh viện khám lần đầu. Bác sĩ Vũ là người trực tiếp siêu âm và phát hiện chị Thúy mang song thai, dính vùng bụng chậu. Lúc mới nghe tin, thai phụ hơi sốc nhưng chị ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói muốn tiếp tục theo dõi tình trạng thai kỳ. Bác sĩ Vũ nhớ lại. Chị Thúy mang thai đến tuần 22, bác sĩ Vũ khuyên vợ chồng chị nên cân nhắc. Lúc này, thai đang có dấu hiệu suy dinh dưỡng, một bé bị suy tim nặng. Nếu sinh ra sẽ khó chăm sóc và có thể cả hai bé sẽ không thể đi cùng mẹ đến hết thai kỳ. Dù vậy, vợ chồng chị Thúy vẫn kiên quyết giữ con. Bác sĩ Phương kể, thai càng lớn, những nguy hiểm càng tăng thì vợ chồng chị Thúy càng thể hiện sự quyết tâm. Họ tâm sự với bác sĩ, các con là món quà mà họ được bàn tặng. Vì vậy, hai vợ chồng sẽ bảo vệ con bằng mọi giá. Bác sĩ Vũ cho biết, khi làm việc ở khoa chuẩn đoán hình ảnh, anh từng gặp nhiều cặp vợ chồng, siêu âm thấy con dính nhau, dị tật đã quyết định bỏ con trong giai đoạn đầu của thai kỳ. Khi nhìn thấy sự khát khao được giữ con của vợ chồng chị Thúy, anh rất xúc động. Anh quyết định đưa hình ảnh siêu âm hai bé gái dính liền lên trang cá nhân, kèm chú thích. Chúng ta được sinh ra là nhờ sự can đảm của bà mẹ, làm kỷ niệm. Một phần như để tiếp thêm sức mạnh cho vợ chồng chị Thúy. Đường mổ đặc biệt trên cơ thể mẹ để song sinh dính liền chào đời. Tuần thứ 30, chị Thúy nhập viện để được hỗ trợ phổi cho em bé và chuẩn bị tinh thần có thể thực hiện ca mổ bắt con bất cứ lúc nào, bác sĩ Phương cho biết. Ở tuần thai này, Trúc Nhi và Diệu Nhi bị suy dinh dưỡng, nguy cơ tử vong tăng dần theo mức độ suy dinh dưỡng. Nhưng vợ chồng chị Thúy vẫn lạc quan, họ khát khao được nhìn thấy con, được ôm con vào lòng và được đau bệnh thay con. Bước qua tuần thứ 34, các bác sĩ quyết định đưa hai bé ra ngoài vì lượng máu đi qua vùng rốn đến các mạch máu thai nhi đã giảm. Để ca mổ suôn sẻ, bệnh viện đã mời các bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng thành phố cùng hội chẩn và tham gia mổ.
Tuy nhiên, làm sao đưa cả hai bé ra ngoài nhẹ nhàng, không làm em bé bị sang chấn là rất khó. Hai bé bị dính nhau thành một khối nên kích thước lớn hơn bình thường. Nếu một bé mất thì cả hai bé sẽ cùng mất, bác sĩ Phương lo lắng. Ngoài ra, chị Thúy mới sinh con lần đầu nên làm sao chọn được mổ vừa không làm em bé bị tổn thương và lần sau người mẹ có thể mang thai lần nữa rất khó. Mổ đường dọc thì dễ mở rộng bán kính để đưa hai bé ra ngoài, nhưng nếu người mẹ mang thai lần hai sẽ có nguy cơ vỡ tử cung cao. Mổ đường ngang sẽ giúp người mẹ lần sau mang thai dễ hơn, nhưng bắt con ra lại khó, bác sĩ Phương nhớ lại. Cuối cùng, bác sĩ Phương cùng ekip mổ quyết định lựa chọn đường mổ ngang, nhưng đường mổ cong lên để vừa đủ không gian cho hai bé ra ngoài, vừa ít ảnh hưởng đến tương lai sinh con của người mẹ. Sáng ngày 7 tháng 6 năm 2019, chị Thúy được đưa vào phòng mổ bắt con. Trong lúc các bác sĩ của Bệnh viện Hùng Vương tiến hành mổ bắt em bé, bên ngoài một chiếc xe cấp cứu, bên trong có lồng kính, máy thở, các thiết bị y tế, các y bác sĩ chuẩn bị sẵn sàng bên ngoài. Khi chào đời, hai bé sẽ được đưa sang Bệnh viện Nhi đồng thành phố ngay lập tức. Ca mổ rất suôn sẻ, giây phút hai bé gái cất tiếng khóc, cả ekip chúng tôi như vỡ òa, bác sĩ Phương nhớ lại. Biết được các bác sĩ chăm sóc, chị Thúy nhanh chóng hồi phục sức khỏe để đi thăm con. Ca mổ đã diễn ra cách đây hơn một năm, nhưng đến hôm nay, bác sĩ Vũ, bác sĩ Phương vẫn thấy câu chuyện mang thai, sinh con của chị Thúy như một phép màu. Bác sĩ Phương cho biết, những năm qua, có rất nhiều ca mang song thai dính nhau, nhưng số cặp vợ chồng giữ thai, sinh con ra như vợ chồng chị Thúy là rất hiếm. Trúc Nhi Diệu Nhi được sinh ra là nhờ sự dũng cảm của cả ba mẹ. Cả bác sĩ Vũ và bác sĩ Phương khẳng định. Hãy để lại bình luận của bạn cho chúng tôi biết và đừng quên đăng ký rồi bấm chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ kênh YouTube Dân Trí các bạn nhé.